Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Kính thưa các bác, thì hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái bộ combo rất là đặc biệt. Và để cho các bác hát và các bác nghe nhạc thì nó gọi là tuyệt cú mèo luôn. Vâng, bộ combo này thì sản phẩm thứ nhất đây chính là chiếc TD Acoustic CB600 này. Đây là dòng nâng tiếng thế hệ mới, và các bác cũng biết rồi, trên thị trường bây giờ rất là nhiều loại dòng nâng tiếng. Đấy, đủ các mẫu mã, đủ các chủng loại, và giá thành thì cũng đủ loại. Đấy, từ thấp đến cao và từ cao đến thấp. Vâng, và với dòng sản phẩm CB600 này thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 đồng bao ship. Chiếc CB600 này cực kỳ là hay và cực kỳ là đặc biệt. Trong các dòng nâng tiếng thì bản thân em thì em đang thấy chiếc CB600 này là tâm đắc nhất và hay nhất. Đó là bản thân em thôi nhé, còn những người khác thì em không biết à. Vâng, và sản phẩm thứ hai đó là chiếc âm ly Zangwoo PA203N Gold này. Em mà nhích lên một tí nữa là hàng xóm chửi đấy. Vâng, và kính thưa các bác, như các bác đã thấy thì đây là chiếc âm ly 203N Gold, và cũng được rất là nhiều người đón nhận rồi. Đó là sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Đấy, sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Rất là đẹp các bạn nhé, cực đẹp luôn. Đây là hàng xịn của Hàn Quốc này. Và sản phẩm thứ ba muốn giới thiệu đến các bác, để kết hợp một cái bộ già nó rất là hay thì mình cũng sẽ cần rất là nhiều thứ, nhưng tức là mình còn thiếu bộ này thì mình còn thiếu trầm và thiếu mic không dây nữa. Đấy, nhưng tạm thời em giới thiệu cho các bác bộ combo này thêm nữa, đó là sản phẩm thứ ba, đó là chiếc chép rời JBL. Đây, chiếc rời JBL, và hiện tại chiếc chép rời này bên em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Chiếc chép này, dòng chép này thì được sách tay từ Mexico, và đây là công nghệ của Mỹ các bác nhé, công nghệ của Mỹ. Và đây các bác có thể nhìn thấy, đây là đôi loa Kenwood. Đôi loa Kenwood em bên này em đã tháo ra, đây là đôi loa Kenwood rồi. Một chép, một chung và hai bát 25. Vâng, và các bác nhìn vào như thế này thì các bác cũng đã hiểu được là vì sao em lại ghép bộ combo này thêm một đôi chép rời nữa. Bởi vì đôi loa Kenwood này nó đánh hai bát 25, một chung và một chép thì nó sẽ bị yếu chép, và em sẽ thêm một đôi chép rời JBL nó cực hay. Và đôi chép rời này thì công suất đạt cực đỉnh của nó là 550W, còn bình thường thì nó sẽ các bác chơi ở những cái dòng nhạc bình thường và vừa vừa thì nó sẽ đạt tới 400W. Đấy, và tiếng nó rất hay các bác ạ. Khi đánh qua chiếc nâng tiếng kia nữa thì bát nó rất là sâu. Em mở to lên một chút nữa, tiếng rất đầm. Em không đánh súp nhá.
Dạ vâng, và video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được khép lại tại đây. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé.